bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1597, cái này có gì khó, có não là được một. Tần Hạo nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại. Ồ, nhanh vậy sao, tốc độ này cũng nhanh đấy, vậy mà đã đến Hạo Nguyệt Đại Lục rồi. Mà lúc này, lại có một thị vệ đi vào. Khởi bẩm bệ hạ, đế hoàng Hạo Nguyệt Đại Lục Trình Chí Kiệt đã đến Kinh Thành. Ha ha, nếu đã vậy, trẫm sẽ đi gặp hắn, Tần Hạo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, người ta đã đến thì mình phải đi gặp mặt. Mấy vị hôm nay cứ thảo luận đến đây thôi, đợi ngày mai chúng ta cùng đi tìm Lão Triệu, bên Hồ Thiên Ba. Tử Điện Thiên Ma Thố và Tiểu Lan nhìn Hồ Thiên Ba, đôi mày cau chặt. Khoảng thời gian này các nàng vô cùng bận rộn, thân là phó thánh chủ của thánh địa, hai người các nàng có rất nhiều việc phải làm. Mấy ngày nay cuối cùng cũng xong việc, rảnh rỗi đôi chút. Khi các nàng đến cửa hàng, hổ hoang hoang nói cho các nàng biết, Tiểu Bạch, Huyền Phi, Hồng Vân đã bế quan đột phá linh thú. Hai, không biết Tiểu Bạch hắn thế nào rồi, không biết có thể thành công hay không, tử điện thiên ma thố vẻ mặt lo lắng. Nhất định sẽ thành công, ngươi phải tin tưởng bọn họ. Tiểu Lan ở bên cạnh an ủi tử điện thiên ma thố. Tử điện thiên ma thố gật đầu, ừm, xem ra là ta quá lo lắng rồi. Nếu bọn tiểu bạch không nắm chắc, chắc chắn sẽ không bế quan. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tứ vang lên bên tai các nàng. Hai vị đại tỷ, nếu Bạch gia và Phi gia trở thành linh thú, các ngươi có phải sẽ thành thân ngay không? Tử Điện Thiên Ma thố nghe xong mặt đỏ bừng, "Tiểu Tứ, ngươi nói bậy gì đó." Khi nàng biết được Tiểu Bạch bế quan muốn trở thành linh thú, trong lòng nàng đã lóe lên ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất, nàng không dám nghĩ nhiều. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tiểu tứ cười hắc hắc, hắc hắc, ta mới không nói bậy, đây là lão đại nói cho ta biết. Lúc này, bọn Xuân Vũ cũng từ hồ thiên ba bơi tới, phụ họa nói, đây là sự thật, chúng ta cũng nghe hoang hoang nói như vậy. Bọn Xuân Vũ thật sự ngây thơ cho rằng tiểu tử không biết, còn nghiêm túc kể lại chuyện lúc đó. Ta, ta có việc đi trước, tử điện thiên ma thố như một cơn gió, biến mất trước mắt. Mọi người nhìn về phía tiểu lang, tiểu tứ định mở miệng thì thân ảnh tiểu lan dần dần mờ đi, cho đến khi biến mất. Tiểu lan vì không muốn rước họa vào thân, đã chạy trước một bước. Hai, đều là vợ chồng già rồi, có gì mà phải ngại chứ? Tiểu tứ lắc đầu không hiểu, bò vào hồ thiên ba. Tin tức chính thức thông với truyền tống trận của hạo nguyệt đại lục nhanh chóng lan truyền như gió. Diệp vô đạo cùng người của thiên nguyệt đại lục sau khi nghe được tin tức này, có chút cảm khái hiện tại truyền tống trận của cấm đoạn đại lục và hạo nguyệt đại lục đã thông nhau chỉ có thiên nguyệt đại lục của bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì diệp vô đạo nhìn về phía xa không biết phi thuyền của chúng ta cuối tháng có thể đến thiên kiếm sơn trang hay không một thị vệ bên cạnh diệp vô đạo tính toán một chút nói thiếu chủ có thể với tốc độ của phi thuyền nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể đến thiên kiếm sơn trang hiện tại còn cách cuối tháng một khoảng thời gian nữa chỉ cần xây dựng và kích hoạt truyền tống trận là có thể vận chuyển người bên kia đến một số tài nguyên mà bọn họ mang đến gần như đã cạn kiệt dù sao cũng cần mua đất còn phải nộp phí hơn nữa hiện tại thiên kiếm sơn trang của bọn họ ở tuyệt vọng sa mạc cũng đang bắt đầu xây dựng nếu đến cuối tháng mà thiên kiếm sơn trang vẫn chưa kích hoạt truyền tống trận bọn họ sẽ không có cơ hội tham gia hội đấu giá tháng này nếu có thể đến thì tốt nhất Đến lúc đó bốn đại lục chúng ta cùng nhau tham gia đấu giá thì sẽ rất thú vị. Hắn nghe nói những vật phẩm đấu giá hấp dẫn trong các hội đấu giá trước đây, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Hắn rất muốn tham gia đấu giá cuối tháng này. Hơn nữa còn muốn thể hiện sức mạnh của mình trong hội đấu giá lần này. Hắc hắc, hội đấu giá càng đông người càng thú vị, Thiên Nguyệt đại lục chúng ta cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều kim tệ, trong nhà chất đến sắp không còn chỗ để nữa rồi, Thiên Nguyệt đại lục thiếu thốn tài nguyên tu luyện còn kim tệ linh tệ thì bọn họ không thiếu có thể nói trữ lượng kim tệ và linh tệ của bọn họ vô cùng khổng lồ bỏ ra vài vạn tỷ để đấu giá cũng không thành vấn đề hơn nữa tiền tệ của thiên nguyệt đại lục đã mất giá đến mức đáng sợ mua một bộ quần áo cũng phải mất hàng chục triệu kim tệ mà đó còn là đồ rẻ vì vậy trong những năm qua thiên nguyệt đại lục đã khai thác hết tất cả các mỏ vàng hiện tại thiên nguyệt đại lục không còn một chút tài nguyên khoáng sản nào nữa chứ đừng nói đến mỏ linh thạch hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng kim tệ của mình để mua một ít linh thạch từ các thế lực lớn hiện tại mọi người đều đang nói rằng hội đấu giá tháng này chắc chắn sẽ có vật phẩm được đấu giá bằng linh thạch diệp vô đạo và những người khác cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để mua được một nghìn linh thạch vì vậy kim tệ của bọn họ hiện tại sắp cạn kiệt rồi hiện tại hắn đang chờ đợi động tĩnh từ phía thiên kiếm sơn trang thời gian trôi qua từng giây từng phút mặt trời lặn mặt trời mọc một ngày mới lại đến lúc này bên ngoài cửa hàng đã có hơn vạn người đang xếp hàng trong số hơn vạn người này có vài trăm người là gương mặt mới bọn họ chính là những người đến từ hạo nguyệt đại lục vừa được truyền tống đến trình chí kiệt nói nói cười cười với những người xung quanh không hề có dáng vẻ của một vị đế vương hạo nguyệt đại lục người ở đây sẽ không vì hắn là đế vương của hạo nguyệt đại lục mà cung kính khúng núng với hắn. Ở đây, mọi người đều bình đẳng, ngươi đối xử chân thành với ta, ta sẽ mỉm cười với ngươi. Ở đầu hàng, Tần Hạo luôn nhìn chầm chầm vào cửa hàng. Hắn đang đợi Dương Trưởng Quỷ xuất hiện. Dương Trưởng Quỷ và Lý Tú Ngưng mỗi ngày đều dậy sớm để tưới nước cho vườn rau. Vì vậy, nếu muốn tìm Dương Trưởng Quỷ, chỉ cần đợi ở đây là được. Rất nhanh, dương trưởng quỷ và lý tú ngưng tay trong tay xuất hiện trước cửa hàng tần hạo vừa nhìn thấy liền lập tức tiến lên đón sau một hồi hỏi hang ân cần tần hạo mới vào chủ đề dương trưởng quỷ ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không dương trưởng quỷ đã sớm biết tần hạo có việc muốn tìm hắn nói đúng hơn là có việc muốn nhờ hắn nếu không thì cũng sẽ không hỏi hang ân cần với hắn hơn nữa còn nịnh nọc nhiều lần như vậy ha ha ta đã đợi ngươi nói câu này lâu rồi nói đi có chuyện gì? Tần Hạo cười ngượng ngùng, ha ha, chuyện gì cũng không qua được mắt ngươi. Tần Hạo lắc đầu cười khổ rồi nói tiếp, là thế này, mấy ngày nay chúng ta đều đi vào huyền không bí cảnh. Linh thú trong bí cảnh thật sự quá mạnh. Mấy người chúng ta ngay cả một con cũng không giết được, thậm chí còn không thể phản kháng, không biết ngươi có cách nào để đối phó với tình huống này không? Sau khi Tần Hạo nói xong, dương trưởng quỷ mới ra vẻ bừng tỉnh. Ồ, thì ra là vậy, tần hạo nhìn dương chưởng quỷ với vẻ mặt đầy mong đợi hắn biết dương chưởng quỷ rất giỏi trong thực chiến mạnh hơn hắn rất nhiều không có dương chưởng quỷ lắc đầu dứt khoát chính hắn ở bên trong cũng chẳng khác gì tình huống của bọn họ tạm thời chỉ có thể chạy trốn chứ đừng nói đến phản kháng dương chưởng quỷ lắc đầu dứt khoát khiến tần hạo sững sờ này dương chưởng quỷ chúng ta cũng coi như là bạn cũ nói chút đi tần hạo cho rằng dương chưởng quỷ cố ý nói như vậy mục đích là muốn hắn cầu xin, để thỏa mãn chút hư vinh trong lòng. Hai, Lão Dương cũng thật là, đã là tu tiên giả rồi mà còn hư vinh như vậy. Tuy nhiên, Dương trưởng quỷ vẫn lắc đầu, thật sự là không có, nếu hắn có cách nào đó thì chắc chắn sẽ nói ra. Hắn còn đang muốn mấy ngày nay đến xin Dương trưởng quỷ chỉ giáo đây. Tình huống của ta cũng giống như các ngươi, ở trong huyền không bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể trụ được một nén nhang. Vì vậy, không có kinh nghiệm gì hay ho để truyền thụ cho các ngươi. Tần Hạo vừa mới lộ ra vẻ thất vọng, sau khi nghe Dương trưởng quỷ nói xong, lập tức tinh thần phấn chấn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một nén nhang, Dương trưởng quỷ gật đầu, theo hắn thấy chỉ có thể kiên trì trong một nén nhang thì đúng là quá kém. Trần Lão có thể kiên trì gần nửa canh giờ. Đúng vậy. Dương trưởng quỷ gật đầu. Ta cũng giống như các ngươi, Muốn đánh thương những linh thú đó là điều gần như không thể, trước mắt ta chỉ có thể liều mạng chạy trốn, Dương trưởng quỷ cười khổ. Nhưng nụ cười khổ này của hắn, trong mắt Tần Hạo lại là vẻ đắc ý, ngươi chạy như thế nào? Ta ngay cả trăm hơi thở cũng không trụ được, Tần Hạo kể lại chuyện hắn tiến vào bí cảnh và bị linh thú đánh chết đuổi ra, đại khái nói qua một chút. Đương nhiên, vì số lần quá nhiều, hắn chỉ chọn một số trường hợp điển hình để nói chuyện này chỉ cần có não là được chứ cần gì phương pháp để chạy dương trưởng quỷ nhìn tần hạo với vẻ mặt kinh ngạc chuyện này có gì đâu chẳng phải là thấy chỗ nào ít linh thú thì chạy về phía đó sao còn cần phương pháp gì nữa tần hạo nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của dương trưởng quỷ lập tức chuyển mục tiêu sang lý tú ngưng tú ngưng không biết nàng có cách nào để tránh né những linh thú đó không lý tú ngưng cũng lắc đầu thật ngại quá bệ hạ ta chỉ vào một lần sau đó không vào nữa lý tú ngưng cũng giống như ngụy đình đình chỉ vào huyền không bí cảnh một lần rồi không vào nữa nhưng nàng cũng đưa ra một ý kiến bệ hạ nên đi hỏi trần lão có lẽ ông ấy có thể cho bệ hạ một vài lời khuyên dù sao thì thời gian trần lão ở trong huyền không bí cảnh cũng lâu hơn dương chưởng quỷ nhiều tần hạo nghe lý tú ngưng nói xong hai mắt sáng lên như đèn pha lâu hơn dương chưởng quỷ nhiều trần lão quả nhiên lợi hại nói thế nào sau khi tần hạo đến trước mặt mọi người lập tức bị vây quanh hỏi han. Sau khi biết được tình hình, hắn nhìn về phía Diệp Hoa Đình. Hai, vậy ta đành phải đi hỏi lão tổ thôi. Thật ra, Diệp Hoa Đình không muốn làm phiền lão tổ nếu không phải bất đắc dĩ. Dù sao, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải làm phiền lão tổ thì hắn làm tông chủ còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng lần này, hắn vẫn phải cắn răng đi thỉnh giáo lão tổ một lần. Diệp Hoa Đình lấy ra truyền âm thạch của mình, liên lạc với Trần Lâm rất nhanh, Trần Lâm xuất hiện ở cửa. Diệp Hoa Đình vội vàng chạy ra cửa. Hoa Đình bái kiến lão tổ. Diệp Hoa Đình cung kính hành lễ với Trần Lâm. "Hoa Đình, ngươi có chuyện gì?" Trần Lâm nhìn Diệp Hoa Đình với vẻ mặt khó hiểu. Diệp Hoa Đình gần như chưa từng tìm đến hắn, ngay cả khi Chú Linh tông đổi tên thành Chú Linh Thánh địa, Diệp Hoa Đình cũng không đến bàn bạc với hắn. Bây giờ Diệp Hoa Đình đến tìm hắn chắc chắn là đã gặp phải chuyện mà hắn không thể giải quyết được lão tổ con đã gặp phải một vấn đề nan giải trong huyền không bí cảnh dịp hoa đình chậm rãi kể lại những chuyện mà hắn gặp phải trong huyền không bí cảnh đồng thời hắn cũng kể ra việc những người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự thì ra là vậy trần lâm nghe xong gật đầu dựa vào kinh nghiệm của mình trần lâm nhanh chóng biết được nguyên nhân là do đâu khi các ngươi đi vào có dùng thần thức dò xét không Trần Lâm hỏi. Khi nghe Diệp Hoa Đình thuật lại, Trần Lâm không hề nghe thấy bọn họ dùng thần thức để quan sát sự phân bố của linh thú và né tránh sự truy đuổi của chúng. Diệp Hoa Đình sững sờ, có chút xấu hổ lắc đầu, cái này, cái này không có, bọn họ chưa từng dùng thần thức, sau khi vào Huyền Không Bí Cảnh, bọn họ đều quan sát bằng mắt thường. Bây giờ nghe Trần Lâm hỏi như vậy, hắn mới biết vấn đề nằm ở đâu. Vậy thì đây chính là điểm mà các ngươi cần phải cải thiện. Trần Lâm nhìn Diệp Hoa Đình, người vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Chúng ta là tu tiên giả, bất kể đi đến đâu, nếu có điều kiện thì phải dùng thần thức dò xét xung quanh. Chỉ cần các ngươi dùng thần thức quét qua xung quanh là sẽ biết bước tiếp theo nên trốn ở đâu." Diệp Hoa Đình vội vàng gật đầu, hắn phải ghi nhớ lời của Trần Lâm. Từ nay về sau, bất kể đi đến đâu, hắn cũng phải dùng thần thức dò xét. Như vậy mới có thể thay đổi cách quan sát cố hữu của bọn họ. Đợi đến khi thực lực của các ngươi mạnh hơn, học được pháp thuật thì có thể giao chiến với chúng. Nói đến đây, Trần Lâm nhìn Diệp Hoa Đình, trịnh trọng dặn dò, nhất định phải nhớ, dùng thần thức, thần thức, thần thức, Diệp Hoa Đình lại lần nữa hành lễ với Trần Lâm, đa tạ lão tổ, Diệp Hoa Đình vốn định rời đi, nhưng hắn muốn biết lão tổ của mình có thể giết chết những linh thú đó trong huyền không bí cảnh hay không. Lão tổ, không biết người có thể giết chết những linh thú đó trong huyền không bí cảnh hay không? Trần Lâm có chút xấu hổ lắc đầu bây giờ vẫn chưa thể, chỉ có thể giao chiến và né tránh chúng, tu vi của những linh thú đó gần như tương đương với hắn, muốn giết chúng vẫn còn hơi khó. Nhưng Trần Lâm rất tự tin rằng, không bao lâu nữa, sau khi quen với cách tấn công của tu tiên giả, hắn sẽ có thể giết chết một số linh thú có tu vi thấp hơn hắn một chút. Trần Lâm nói có chút xấu hổ, nhưng Diệp Hoa Đình nghe mà cảm thấy phấn chấn. Lại có thể đối công với đám linh thú kia, thật là lợi hại, quá là phi phàm. Vậy lão tổ, Người có thể chống đỡ được bao lâu? Diệp Hoa Đình vẽ mặt mong đợi nhìn Trần Lâm. Ha ha, nói ra cũng thật hổ thẹn, chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Trần Lâm cười lớn, đối với điểm này, Trần Lâm cũng không có gì phải ngựa ngùng. Hắn đã hỏi qua Hổ Thiên Thiên, biết mình là người ở trong huyền không bí cảnh lâu nhất. Kể cả Triệu Kính Chi đứng thứ hai cũng chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Còn những người khác, Hổ Thiên Thiên chỉ nói không cần nhắc đến cũng được. Chú Linh Tông, Lão tổ tông bây giờ cũng học được cách nói mấy lời chọc tức người khác rồi, ở nửa canh giờ mà còn hổ thẹn. Vậy chẳng phải những kẻ bọn họ không trụ nổi trăm hơi thở sẽ phải xấu hổ đến mức tự cắt cổ sao? Trần Lâm nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của Diệp Hoa Đình, vô cùng đắc ý, lão tổ của ngươi mãi mãi là lão tổ của ngươi, bất kể là thân phận hay thực lực vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Ngươi phải nhớ kỹ hiện tại ngươi là tu tiên giả, nhất định phải dùng góc nhìn của tu tiên giả để nhìn nhận mọi việc hãy tận dụng một số năng lực của tu tiên giả để thay đổi hành vi thường ngày của các ngươi trần lâm tiếp tục dặn dò sợ dịp hoa đình quên mất chuyện lúc trước vâng lão tổ dịp hoa đình hài lòng rời đi đi tới chỗ đội ngũ liền bị mấy người kia vây quanh thì ra là vậy trước đây ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này nhưng lại không thực hiện tần hạo ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hắn đã từng nghĩ tới dùng thần thức để thăm dò nhưng đi vào lại quên hết mọi thứ, chỉ nhớ mỗi việc chạy trốn. Được Trần Lâm chỉ điểm, mọi người bắt đầu tràn đầy tự tin. Hôm nay phải quyết một trận tự chiến với đám linh thú kia. Bên bờ Thiên Ba Hồ, Thương Dương, Mộc Du, Thiên Tiêu Thánh Tôn đang tản bộ. Sau khi Thương Dương nhìn thấy vườn rau cách đó không xa, liền nói với Thiên Tiêu Thánh Tôn bên cạnh, Thánh Tôn Đại Nhân, người xem chỗ kia kìa, Thiên Tiêu Thánh Tôn nhìn theo hướng ngón tay của Thương Dương, ngoài một ít cây cối ra thì không có gì đặc biệt sao vậy đó chẳng phải chỉ là mấy cái cây thôi sao có gì đặc biệt lời của thiên tiêu thánh tôn còn chưa dứt cả người hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên hắn nhìn thấy gì thế này những cái cây cây vậy mà lại đang hấp thụ linh khí sao có thể như vậy được chuyện này không thể nào xảy ra bản tôn nhất định là hoa mắt rồi sau khi hắn cẩn thận quan sát xong thế giới quan của hắn hoàn toàn sụp đổ những cái cây này không chỉ đang hấp thụ linh khí mà còn đã có cảnh giới. Quan trọng nhất là chúng lại sinh ra linh trí, có thể giao lưu với nhau. Đây là hình ảnh chấn động nhất mà hắn từng thấy từ trước đến nay, không còn gì có thể sánh bằng. Thương Dương, chuyện này là sao? Thiên Tiêu Thánh Tôn hồi lâu mới tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Thánh Tôn đại nhân, đây là do Dương trưởng quỷ làm, cụ thể là chuyện gì thì ta cũng không biết. Thương Dương lắc đầu, Hắn cũng không hiểu rõ lắm về chuyện này. Lúc hắn đến thì đã là tình trạng này rồi. Lúc đó trong mắt của hắn suýt chút nữa rớt ra ngoài. Thật đáng sợ, dương trưởng quỷ vậy mà có thể khiến thực vật sinh ra linh trí, còn có thể cho chúng tu luyện. Chuyện này, chuyện này cho dù là chúa tể đại nhân cũng không làm được. Thiên Tiêu Thánh Tôn tin chắc rằng chúa tể không có năng lực làm được chuyện này. Cho nên cây cối ở thánh giới vẫn chỉ là cây cối bình thường, ngoài việc cao hơn cứng hơn một chút ra thì những thứ khác cũng không khác gì hoang giới. Chờ đã, chú tể đại nhân từng nói rằng trên bọn họ vẫn còn một cảnh giới nữa, cảnh giới này gọi là chí thánh. Chẳng lẽ, đột nhiên, thiên tiêu thánh tôn nhớ ra thông thánh chúa tể đã từng nhắc đến. Trên bọn họ còn có một cảnh giới nữa, đó chính là chí thánh. Sau khi đạt đến chí thánh, có thể tùy ý khống chế sinh tử của thiên đạo thánh giới. Chẳng lẽ, chẳng lẽ dương trưởng quỷ này là chí thánh, thiên tiêu thánh tôn càng nghĩ càng cảm thấy dương phong chính là chí thánh ở đây còn có chuyện gì không thể lý giải được nữa không thiên tiêu thánh tôn muốn tìm thêm bằng chứng khác để chứng minh suy nghĩ của mình bẩm thánh tôn đại nhân có một du lên tiếng hai mắt thiên tiêu thánh tôn sáng lên là gì minh giới một du khẽ nói ra hai chữ nói xong nàng lại nhớ ra điều gì đó bèn bổ sung thêm còn có nhân giới sau này nữa minh giới thiên tiêu thánh tôn nghĩ ngợi một chút, chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ minh giới này. Minh giới là gì? Thiên tiêu thánh tôn vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn một du. Thánh tôn đại nhân, minh giới chính là nơi mà vạn vật sinh linh sau khi chết sẽ đi đến. Một du bắt đầu giới thiệu minh giới cho thiên tiêu thánh tôn, nói ra tất cả những gì mình biết. Sau khi nghe xong, thiên tiêu thánh tôn liền nảy sinh hứng thú rất lớn đối với minh giới hắn hận không thể lập tức đi đến đó để xem minh giới rốt cuộc là như thế nào bây giờ chúng ta có thể đi được không một du lắc đầu chúng ta không thể tự ý đi qua đó phải có thiên đạo dẫn đường mới được nếu không sẽ không vào được minh giới nếu hiện tại không thể đi minh giới vậy thì cứ tạm gác lại thiên tiêu thánh tôn hỏi ra nghi hoặc thứ hai của mình vậy nhân giới là chuyện gì một du tiếp tục nói bẩm thánh tôn đại nhân cụ thể thì ta cũng không biết ta chỉ nghe Huyền Phương nhắc đến một lần, hình như Dương trưởng quỷ muốn dung hợp mấy hoang giới lại với nhau, biến chúng thành nơi ở của phàm nhân. Mộc Du nói ra tất cả những gì mình biết, Thương Dương ở bên cạnh cũng bổ sung thêm một chút. Lúc này, Thiên Tiêu Thánh Tôn không khỏi kinh ngạc. Sáng tạo ra minh giới và nhân giới, đây nếu không phải là trí thánh thì Thiên Tiêu Thánh Tôn hắn sẽ tự chặt đầu mình. Ngay lúc này, Thánh Thiên đi tới. Thánh Thiên một du gọi thánh thiên thánh thiên ngươi có thể dẫn chúng ta đi minh giới không sau khi thánh thiên đến một du liền đưa ra yêu cầu của mình thánh thiên lại lắc đầu hai người các ngươi thì được nhưng vị thánh tôn này thì không đây chính là thánh tôn nếu sau khi tiến vào minh giới mà hắn gây rối thì bọn họ không thể khống chế được hơn nữa minh giới hiện tại vẫn chưa hoàn thiện căn bản không thể chịu nổi sự tàn phá của một thánh tôn nhưng thiên tiêu thánh tôn cũng không phải là không thể tiến vào minh giới. Nếu người muốn tiến vào minh giới thì phải xin chỉ thị của dương trưởng quỷ mới được. Cuối cùng, thánh thiên nói. Hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ cửa hàng mở cửa, thiên tiêu thánh tôn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Dương Phong vẫn đang ở hậu viện của đại điện trên lầu 2 của cửa hàng. Hậu viện lúc này đã có một sự thay đổi. Bên cạnh Dương Phong có một cây đại thụ cao hơn 10 mét cây đại thụ này chính là thiên bảo thần thụ mà hệ thống ban tặng hệ thống cây này của ngươi thật sự không tệ dương phong rất hài lòng với thiên bảo thần thụ cây này trông giống như cây đa cành lá sung xuê hơn nữa hiện tại trên cây còn kết ra từng quả nhỏ dương phong hái mấy quả bỏ vào miệng nhai vị cũng không tệ chua chua ngọt ngọt về phần quả này có tác dụng gì dương phong cũng không rõ thừ đây chính là thiên bảo thần thụ đấy giọng nói ngạo mạn của hệ thống vang lên trong đầu dương phong dương phong khinh thường trước giọng điệu ngạo mạn này của hệ thống nói xem thần thụ này có chỗ nào lợi hại hiện tại dương phong không biết gì về thiên bảo thần thụ hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ giới thiệu nào về thiên bảo thần thụ hệ thống bởi vì nó quá lợi hại nên không thể dùng lời nói để diễn tả dương phong lời này của hệ thống suýt chút nữa khiến dương phong phát điên nói cái gì vậy ngay cả khi qua loa lấy lệ thì ngươi cũng tùy tiện như vậy sao, hệ thống, ta cho rằng ngươi đang lừa ta, bản trưởng quỹ không có chứng cứ, Dương Phong tự cho rằng những lời này của mình là vô cùng chính xác. Khi hắn muốn xem thông tin của thiên bảo thần thụ thì trước mắt hắn lại hiện ra một câu như vậy. Bởi vì thiên bảo thần thụ quá lợi hại, không nên tiết lộ, câu này cũng giống như những gì hệ thống vừa nói, quá lợi hại nên không thể dùng lời nói để diễn tả. Hắn cho rằng đây chính là hệ thống đang dở trò quỷ, chỉ là không có chứng cứ mà thôi nhưng cũng không sao dù thiên bảo thần thụ này có lợi hại hay không thì chỉ cần trong tiểu viện của hắn có một cây đại thụ là được rồi nếu như trồng thêm vài cây nho ở góc kia thì sẽ càng hoàn hảo hơn dương phong đánh giá tiểu viện của mình hắn có kế hoạch riêng cho tiểu viện này hắn muốn trồng một hai cây ăn quả trong tiểu viện sau đó trồng thêm vài cây nho cuối cùng là trồng thêm một ít hoa cỏ một tiểu viện như vậy mới là thứ mà dương phong mong muốn Ký chủ, chỉ cần trồng thêm vài cây nho là ngươi đã hài lòng rồi sao? Lúc này, giọng nói bất mãn của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi có ý gì? Dương Phong có chút khó hiểu, hệ thống lại muốn dở trò gì đây? Hì hì, nếu như làm thêm một cái hồ cá cảnh trong tiểu viện, rồi làm thêm một cái bể bơi, sau đó trồng thêm vài cây ăn quả nữa thì chẳng phải sẽ càng hoàn hảo hơn sao? Dương Phong nghe vậy liền liếc xéo hệ thống một cái, trước tiên không nói đến việc hắn có thể kiếm được những thứ có thể trồng trong tiểu viện này hay không chỉ riêng những thứ mà hệ thống nói, tiểu viện này có chứa hết được không? Hệ thống, ngươi nói những lời này chẳng phải là nói nhảm sao? Tiểu viện này chỉ có như thế lớn, làm sao chứa được nhiều thứ như vậy? Tiểu viện tuy rằng chỉ có như thế lớn, nhưng ngươi không thể mở rộng nó ra một chút sao? Dương Phong nghe hệ thống nói vậy liền ngẩn người. Chỗ này còn có thể mở rộng sao? Chỗ này còn có thể mở rộng à? Phải mở rộng như thế nào? Dương Phong liên tiếp hỏi hai câu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng là được câu trả lời của hệ thống không nằm ngoài dự đoán của dương phong hệ thống này ngoài nhiệm vụ ra thì không nghĩ ra được cách nào khác vậy thì thôi vậy dương phong chán nản nói dương phong đột nhiên nhớ ra mình có một nơi đã lâu không đến không biết bây giờ nó đã biến thành dạng gì rồi nghĩ vậy dương phong liền biến mất tại chỗ nơi mà dương phong nghĩ đến chính là không gian tinh thần của hắn khi dương phong đến không gian tinh thần của mình Hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chết tiệt, mấy ngày không vào mà đã thay đổi nhiều như vậy rồi, trong mắt Dương Phong, nơi này không còn là một quả cầu lửa lớn nữa, mà là một vùng tinh vân. Tinh vân này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên bầu trời tinh vân, linh khí ngũ hành giống như những đám mây trắng xoay quanh tinh vân bên dưới. Hệ thống, đó là tinh vân sao? Dương Phong xác nhận. Hệ thống, đúng vậy. Dương Phong nhận được sự khẳng định của hệ thống, trong lòng vui như nở hoa. Nếu đây là tinh vân thì bên trong có biết bao nhiêu tinh thể? Liệu có một hai tinh thể nào trong đó đã xuất hiện sinh linh hay không? Nghĩ đến đây, Dương Phong không khỏi kích động. Nếu như trong vùng tinh vân này xuất hiện sinh linh thì chẳng phải hắn sẽ trở thành sáng thế thần sao? Nghĩ đến đây, Dương Phong càng thêm phấn khích. Ha ha, để bản trưởng quỷ xem thử trong những tinh vân này có sinh mệnh nào không? ngay khi dương phong muốn đi khám phá thì hệ thống lên tiếng ký chủ ngươi đừng nghĩ nữa trong không gian tinh thần của ngươi vẫn chưa đủ điều kiện để sinh linh tồn tại lời nói của hệ thống khiến dương phong có chút thất vọng nếu hệ thống đã nói không có thì chắc chắn sẽ không có sinh linh xuất hiện chỉ khi có đủ điều kiện để sinh linh tồn tại thì sinh linh mới có thể xuất hiện vậy thì vấn đề là làm sao mới có đủ điều kiện đây nghĩ đến đây trong đầu dương phong chợt lóe lên một ý nghĩ hệ thống có phải ngươi muốn nói rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng là có thể có được điều kiện để sinh linh tồn tại hay không dương phong cho rằng mình đã hiểu rất rõ hệ thống rồi muốn cho không gian tinh thần của mình có được sinh mệnh chắc chắn hắn phải thông qua một nhiệm vụ đặc biệt nào đó thì không gian tinh thần của hắn mới có thể để sinh linh tồn tại không phải sau này hệ thống sẽ không đưa ra nhiệm vụ nào liên quan đến không gian tinh thần cá nhân của ký chủ nữa nhưng sau này trong thương thành dành riêng cho ký chủ sẽ xuất hiện vật phẩm không gian cá nhân hệ thống phản bác tuy nhiên lời giải thích của hệ thống rất thiếu thuyết phục trong mắt dương phong thì dù là nhiệm vụ gì thì cũng là nhiệm vụ không có gì khác biệt về bản chất cả vậy chẳng phải cũng giống nhau sao dương phong nói xong liền liếc xéo hệ thống một cái đương nhiên là khác nhau sau này ký chủ sẽ biết ký chủ đại điện này và không gian tinh thần cá nhân của ngươi là vô cùng quan trọng ta hy vọng ký chủ có thể coi trọng hai thứ này lần này giọng điệu của hệ thống rất nghiêm túc và trịnh trọng được bản chưởng quỹ đồng ý dương phong gật đầu đáp ứng hệ thống đã nghiêm túc như vậy dương phong cũng sẽ coi trọng chính hắn cũng cảm nhận được rằng không gian tinh thần và đại điện sẽ có tác dụng rất lớn đối với hắn sau này nếu không thì hệ thống cũng không cần phải đối xử đặc biệt với đại điện của hắn so với những tiểu viện khác trẻ nhỏ dễ dạy bảo hệ thống rất hài lòng với thái độ lần này của Dương Phong. Nếu như tên ký chủ chết tiệt này có thái độ làm nhiệm vụ tốt như vậy thì hắn đã đỡ lo hơn nhiều rồi. Dương Phong ra khỏi không gian tinh thần, liếc nhìn thời gian. Đã là buổi trưa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Phong lẩm bẩm một câu rồi xuất hiện ở quầy hàng. Dương Phong vừa xuất hiện, Thánh Thiên lập tức chạy tới. Dương trưởng quỷ, Thiên Tiêu Thánh Tôn muốn đi minh giới xem một chút. Đối với yêu cầu này của thiên tiêu thánh tôn, Dương Phong đã sớm đoán trước. Nếu hắn muốn đi, vậy thì để hắn vào xe một chút. Ừm, vậy dẫn hắn đi xe một chút đi. Thánh thiên vừa mới đi, Trình Chí Vân liền mang theo hoàng đế Trình Chí Kiệt của Hạo Nguyệt Đại Lục, đi tới bên cạnh quầy. Dương trưởng quỷ vạn an, hai huynh đệ thi lễ với Dương Phong. Dương Phong mỉm cười nhìn Trình Chí Kiệt, gật đầu, tiếp nhận hành lễ của bọn họ. Đồng thời, hướng trình chí kiệt chúc mừng nói chúc mừng hạo nguyệt đại lục của các ngươi gia nhập vào đại gia đình này đa tạ dương trưởng quỹ dẫn dắt trong mắt trình chí kiệt nếu như không có phân hiệu cửa hàng xuất hiện ở hạo nguyệt đại lục giờ phút này bọn họ còn không biết có một nơi thần kỳ như vậy có lẽ sau này bọn họ biết có một nơi như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không biết đến bằng cách này dù sao giữa bọn họ và thiên thần đại lục có một đoạn kinh lịch không mấy tốt đẹp bọn họ còn có rất nhiều người bị thiên tần thánh đình giam giữ nếu như không phải phân hiệu xuất hiện ở hạo nguyệt đại lục của bọn họ có lẽ không lâu sau đó thiên thần đại lục sẽ lấy thân phận kẻ xâm lược đến hạo nguyệt đại lục của bọn họ mà lúc này thực lực giữa hai đại lục so sánh bọn họ đã không còn bất kỳ phần thắng nào huống hồ còn có sự tồn tại của cấm đoạn đại lục ha ha không có gì dẫn dắt hay không dẫn dắt các ngươi đã tới thì hãy hảo hảo hưởng thụ hết thảy dương phong đương nhiên có thể nhìn ra từ nét mặt kích động của trình chí kiệt biết được suy nghĩ trong lòng hắn hiện tại trình chí kiệt và trình chí vân mang theo vẻ mặt kích động đi về phía phòng lĩnh ngộ trình chí vân bỏ ra một cái giá cực lớn mua một tấm lĩnh ngộ tạp từ ngụy gia tấm lĩnh ngộ tạp này là để cho trình chí kiệt dùng để trở thành tu tiên giả trên tay trình chí kiệt có một bộ tu tiên đầy đủ bởi vì phân hiệu không có lối vào phòng lĩnh ngộ Trình Chí Kiệt vẫn không động vào bộ tu chân kia. Thế giới huy hoàng tổng cộng có 5 đại lục, hiện tại đã có người của 4 đại lục đi tới cửa hàng. Chỉ thiếu một khối đại lục cuối cùng. Không biết khối đại lục cuối cùng sẽ ở nơi nào, lúc nào sẽ bị người ta thăm dò được. Ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Dương Phong, âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên. Hệ thống phát bố nhiệm vụ chi nhánh, khiến cho người của năm đại lục huy hoàng thế giới tụ tập tại cửa hàng, ban thưởng lôi đài cửa hàng. Thời hạn nhiệm vụ, một tháng. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, thanh không cảnh giới, dương phong bái phục rồi, hoàn toàn bái phục hệ thống. Không thể không nói hệ thống ngươi quá lợi hại, vậy mà lại kính kẻ không một lỗ hổng như vậy, dương phong thầm khen ngợi hệ thống trong lòng. Một ý nghĩ của ta, vậy mà lại bị hệ thống nắm bắt được. Hệ thống vì để ta làm nhiệm vụ, vậy mà lại điên cuồng như thế. Ký chủ, có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không kỳ thực khối đại lục thứ năm này ngươi căn bản cũng không cần đi tìm ngươi để cho những người khác tìm được sau đó tự mình đi qua xem xét một chút cũng được hệ thống cảm thấy nhiệm vụ này không có gì to tát cũng giống như đồ được miễn phí vậy thế nhưng dương phong nghe hệ thống nói những lời này liền thịt mũi coi thường thừ nhiệm vụ này của ngươi đã phát ra bổn trưởng quỷ sẽ tin tưởng những người kia có thể dễ dàng tìm được khối đại lục thứ năm ở nơi nào sao, lời này của hệ thống, Dương Phong sẽ không tin. Ta cũng không phải kẻ ngốc, người ở khối đại lục thứ năm này không phải người tầm thường. Bọn họ đã từng cướp đoạt tài nguyên trên bốn khối đại lục khác, tập hợp những thế lực đỉnh cấp nhất trên đại lục lúc bấy giờ. Cũng có thể nói trên khối đại lục kia, hiện tại rất có thể tồn tại người cảnh giới võ thánh, võ thần, siêu thần để cho những người đó đi tìm khối đại lục thứ năm này, chẳng khác nào đi tìm chết. Hắc hắc, bản hệ thống biết suy nghĩ của ngươi, nếu như sự việc thật sự giống như ký chủ nghĩ, bản hệ thống còn phát ra nhiệm vụ hay sao, cứ mạnh dạn làm đi, sự thật không giống như ký chủ nghĩ đâu. Còn nữa, không phải cho ký chủ một tháng thời gian sao, cứ từ từ, đừng vội. Dương Phong nghe hệ thống nói những lời này, cảm thấy rất có lý. Nếu thật sự giống như ta nghĩ, hệ thống sẽ không đề nghị để cho những người khác đi ra ngoài tìm kiếm. Có lẽ khối đại lục kia, hiện tại cũng giống như những đại lục này, đang phải đối mặt với tình trạng tài nguyên tu luyện cạn kiệt. Hay là bổn trưởng quỹ phát ra một lệnh treo thưởng, để cho những thế lực này cố gắng đi tìm khối đại lục thứ năm, Dương Phong sờ cầm, cảm thấy kế hoạch này rất khả thi. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Phong suy nghĩ một chút, liền tiến vào trong hệ thống hắn muốn thông báo cho tất cả mọi người một tin tức tìm kiếm đại lục thứ năm. Lần này Dương Phong không chọn cách soạn thảo văn bản, mà dùng phương thức truyền âm. Khụ cụ Dương Phong giả vờ ho khan hai tiếng. Không biết hắn học được tật xấu này ở đâu. Sau khi ho khan hai tiếng, hắn tiếp tục nói, bổn trưởng quỷ thấy hiện tại có võ giả của bốn đại lục tụ tập ở Hồ Thiên Ba. Trong lúc vui mừng, ta cũng có chút tiếc nuối. Nói đến đây, giọng nói của dương phong tràn đầy vẻ tiếc nuối đại lục huy hoàng vốn là một thể bởi vì nhiều nguyên nhân hiện tại biến thành năm khối đại lục bổn trưởng quỷ hy vọng năm khối đại lục này có thể một lần nữa bắt đầu giao lưu kết nối với nhau nói đến đây giọng điệu của dương phong trở nên rất hùng hồn dường như muốn khơi dậy cảm xúc của mọi người bổn trưởng quỷ hy vọng mọi người có thể chủ động đi thăm dò khối đại lục thứ năm người đầu tiên thăm dò được khối đại lục thứ năm bổn trưởng quỷ có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ có thể thực hiện được. Dương Phong nói xong, liền gửi đoạn ghi âm này ra ngoài. Ngay sau đó, hắn liền chú ý đến hành động của tất cả mọi người trong vô địch lĩnh vực. Khi mọi người liền liền lấy thẻ hội viên ra, nghe được những lời này của Dương Phong, toàn bộ Hồ Thiên Ba liền trở nên ồn ào. Qua, tất cả mọi người đều vì Dương Phong có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ có thể thực hiện được mà trở nên điên cuồng để lại một số phi thuyền cần thiết, còn lại toàn bộ phân tán ra ngoài, đi tìm khối đại lục thứ năm kia, hắc hắc, yêu cầu nhỏ mà dương trưởng quỷ có thể đáp ứng, hắc hắc, yêu cầu nhỏ này là của chúng ta. Tất cả các thế lực trên ba đại lục thiên thần, cấm đoạn, Hạo Nguyệt đã làm thể hội viên đều nghe tin mà hành động. Ngoại trừ phi thuyền hoặc phi chu dùng để buôn bán, tìm kiếm khoáng mạch linh thạch. Tất cả phi thuyền và phi chu đều phải phái ra ngoài tìm kiếm đại lục thứ năm ở minh giới thương dương mộc du dịp vĩnh ninh đều sáng mắt lên bọn họ biết đại lục thứ năm ở đâu cũng biết tình hình hiện tại của bọn họ chỉ cần bọn họ nói ra vị trí chính xác của đại lục thứ năm là được rồi sao sau khi dương phong công bố đoạn ghi âm đó hệ thống nhắc nhở ký chủ phải để cho người của bốn đại lục này phát hiện mới được những người khác phát hiện cũng không tính nếu như người khác tiết lộ nhiệm vụ này cũng coi như thất bại dương phong nghe xong lời này của hệ thống cả người đều ngây ra hệ thống có ý gì những người khác tìm được đại lục thứ năm cũng không được nhất định phải là người của bốn đại lục này mới được cái này hoàn toàn không hợp lý hệ thống ngươi làm như vậy là không hợp lý chẳng lẽ bổn trưởng quỷ hoàn thành nhiệm vụ ngươi còn không vui sao dương phong rất khó hiểu về chuyện này hệ thống chết tiệt này một mặt muốn ta làm nhiều nhiệm vụ một mặt lại có nhiều quy tắc như vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao ký chủ ngươi sai rồi bổn hệ thống cũng muốn nhưng bổn hệ thống căn bản không làm chủ được. Giọng nói bất lực của hệ thống vang lên. Nội dung nhiệm vụ do hệ thống phát ra và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống không có quyền thay đổi. Hệ thống nói rất chân thành, thậm chí còn có chút bỉ khuất. Những lời này của hệ thống không phải nói dối. Nếu như hắn có thể khống chế nội dung nhiệm vụ, không quá 3 ngày, tuyệt đối có thể bảo đảm cửa hàng đạt đến cấp bậc tối đa. Chỉ tiết Nội dung nhiệm vụ này và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ không phải do hệ thống có thể khống chế. Vì hệ thống nói rất chân thành, Dương Phong liền miễn cưỡng tin tưởng. Sau đó hắn truyền âm cho Mộc Du và những người khác, bảo bọn họ không được tiết lộ tin tức về đại lục thứ năm ra ngoài. Nếu không sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Phong nói rất nghiêm túc, Mộc Du và những người khác tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức về đại lục thứ năm ra ngoài. Cho dù là bốn chữ, đại lục thứ năm, bọn họ cũng sẽ không nhắc đến hai đáng tiếc nếu không yêu cầu nhỏ này chính là của chúng ta rồi cuối cùng thương dương thở dài một hơi cứ như vậy nhìn cơ hội lặng lẽ trôi qua lúc này số người xếp hàng trước cửa hàng đã giảm đi rất nhiều bọn họ muốn đi mua một ít vật tư sinh hoạt chờ đợi mệnh lệnh ra khỏi tấm kỵ chi dương tìm kiếm đại lục thứ năm thiên minh lúc này trong đại điện của thiên minh đứng đầy người những người này đều đến từ ba đại lục à không nếu cộng thêm diệp vô đạo và những người khác hẳn là người của bốn thế lực đỉnh cấp của đại lục lúc này bọn họ đang thảo luận về đại lục thứ năm các vị trong thế lực của các ngươi có ghi chép về đại lục thứ năm không phong phi trần nhìn tất cả mọi người đang ngồi nói trong thiên minh có ghi chép lịch sử đầy đủ nhất của thiên thần đại lục nhưng trong những ghi chép lịch sử này lại không có bất kỳ ghi chép nào về đại lục thứ năm không chỉ có bọn họ Tất cả mọi người đang ngồi đều lắc đầu. Ngay cả thiên kiếm sơn trang tồn tại lâu đời nhất cũng không có ghi chép về đại lục thứ năm. Khi mọi người đang bó tay, một giọng nói vang lên, khiến mọi người lại nhen nhóm một tia hy vọng. Ha ha, về đại lục thứ năm, lão phu có một chút tin tức, giọng nói này truyền đến từ bên ngoài cửa, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hoàng dịch mở đôi mắt lờ đờ, đi vào từ bên ngoài. Hoàng lão, lão biết chuyện của đại lục thứ năm sao, hoàng dịch là người của thời đại đó biết chuyện của đại lục thứ năm cũng không phải là không có khả năng ha ha biết một chút hoàng dịch đi vào tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đại lục thứ năm này là khối đại lục lớn nhất trong năm đại lục vật tư cũng phong phú nhất hơn nữa lúc đó tất cả những thế lực siêu cấp sống sót sau trận đại kiếp đều tiến vào trong đó vì không muốn để người khác phát hiện bọn họ đã tiêu diệt toàn bộ trận pháp sư ngoại trừ thế lực của mình cướp đoạt toàn bộ hồn thạch trên các đại lục khiến cho võ giả trên bốn đại lục khác không thể đột phá đến cảnh giới võ tôn như vậy bọn họ có thể an tâm sống trên đại lục đó nói đến đây hoàng dịch dường như đang chìm vào hồi ức trong mắt lão lộ ra vẻ ưu thương hoàng lão vậy đại lục thứ năm ở vị trí nào hoàng chính hạo lên tiếng hỏi cực nam chi địa hoàng dịch nói ra vị trí của đại lục thứ năm cực nam chi địa tiền bối cực nam chi địa là nơi nào mọi người đều nhìn chằm chằm vào hoàng dịch cực nam chi địa chính là cực nam của cấm kỵ chi dương lời của hoàng dịch khiến mọi người sáng mắt lên chỉ cần có mục tiêu bọn họ có thể tìm ra đại lục thứ năm ha ha các ngươi cho rằng đại lục thứ năm dễ tìm như vậy sao lời nói của hoàng dịch khiến mọi người sững sờ sao vậy chẳng lẽ trong chuyện này còn có vấn đề gì sao ha ha quá ngây thơ bọn họ đã mang theo trận pháp sư mạnh nhất trên đại lục lúc bấy giờ đi các ngươi có biết tại sao không mọi người lắc đầu bọn họ đã giấu toàn bộ đại lục thứ năm đi hoàng dịch vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều ngây người cho dù bây giờ các ngươi bay qua bầu trời đại lục thứ năm nếu như không cẩn thận quan sát các ngươi cũng sẽ bỏ lỡ nói đến đây hoàng dịch đứng dậy khỏi ghế xoay người đi ra ngoài hơn nữa thiên thần đại lục của chúng ta rất gần với cực nam chi địa Tốc độ phi thuyền không quá 7 ngày là có thể đến nơi. Đến lúc đó các ngươi cẩn thận quan sát là được, nếu tìm thấy thì báo cho lão phu một tiếng." Hoàng Dịch nói xong, thân hình cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong cực nam chi địa đó, nhất định có người mà Hoàng lão quan tâm, Tần Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn về phương hướng Hoàng Dịch biến mất, lẩm bẩm nói: "Có mục tiêu." Tinh thần của mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Các thế lực bắt đầu hạ lệnh để cho tất cả đội ngũ phi thuyền phi chu xuất phát về phía cực nam chi địa đồng thời thiên minh còn tổ chức một hội nghị với tất cả các thế lực trên thiên thần đại lục chủ đề chính của hội nghị lần này là thảo luận về việc khai phá ma vực thảo nguyên một vùng đất rộng lớn như vậy mà chỉ để nuôi ma thú thì thật sự quá lãng phí hiện tại đã có truyền tống linh trận truyền tống môn khoảng cách này căn bản không còn là vấn đề nữa đã đến lúc nghiên cứu khai phá ma vực thảo nguyên rồi Bên hồ thiên ba, Dương Phong vẫn như thường lệ nằm dưới gốc cây liễu hưởng gió mát. Lúc này, thiên tiêu thánh tôn xuất hiện trước cửa hàng, đi về phía Dương Phong. Sau khi đến bên cạnh Dương Phong, thiên tiêu thánh tôn trước tiên hành lễ, nói, Dương trưởng quỷ, thiên tiêu đến cáo từ ngài, sau khi thiên tiêu thánh tôn quan sát minh giới, hắn liền nhận định Dương Phong chính là đại thần cảnh giới chí thánh. Thái độ càng thêm cung kính và thành khẩn. Nhanh như vậy đã đi rồi không ở lại chơi thêm mấy ngày sao dương phong hiếp mắt nói tất cả mọi người đều là người thông minh lời này chỉ là một câu khách sáo người biết tiếng biết lùi đều biết nên trả lời như thế nào không được có thể xuống hai ngày đã là chúa tể khai ân rồi nếu còn ở lại nữa chúa tể sẽ có ý kiến thiên tiêu thánh tôn lắc đầu ừm um, vậy cũng đúng dương phong ừ một tiếng đúng rồi nhớ kỹ lời ta nói lúc trước người thánh giới các ngươi, đừng nên xuống thường xuyên như thế. Thiên tiêu thánh tôn vội vàng cam đoan, dương trưởng quỷ ngươi yên tâm, chuyện này thiên tiêu nhất định sẽ chuyển lời. Cũng sẽ khuyên can chúa tể, không cho người khác xuống quấy rầy phàm huyền hoang giới và thánh nguyên hoang giới. Dương Phong rất hài lòng với lời cam đoan của thiên tiêu thánh tôn, sau đó nói thêm vài câu, thiên tiêu thánh tôn liền theo thánh thiên rời khỏi phàm huyền hoang giới. Ngay khi thiên tiêu thánh tôn đi không bao lâu, một đoàn hỏa diễm từ trong tiệm bay ra chủ nhân, ta, ta có thể niết bàn rồi. Giọng của Hồng Vân từ trong ngọn lửa kia vang lên. Dương Phong nghe được lời của Hồng Vân, lập tức từ ghế xích đu đứng bật dậy. Ha ha, tốt, khi Hồng Vân bay đến ngô đồng linh thụ, Dương Phong búng tay một cái, tạo ra một kết giới xung quanh ngô đồng linh thụ. Để Hồng Vân có thể yên tâm niết bàn ở bên trong. Mà Dương Phong cũng đứng ở vườn rau, chờ Hồng Vân niết bàn thành công, trở thành linh thú dương phong đứng ở đây chính là hai ngày trong hai ngày này tất cả mọi người đã biết tình hình ở chỗ này mọi người cũng đều đứng ở xa xa chờ đợi chờ đợi linh thú đầu tiên ra đời vốn đang nhắm mắt dưỡng thần dương phong bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó hai mắt đột nhiên mở ra hắn vung tay lên kết giới bên ngoài ngô đồng linh thụ biến mất ken ngay sau khi kết giới biến mất một luồng nhiệt khí ngập trời quét qua toàn bộ thiên ba hồ một tiếng phượng hóc vang vọng đất trời một ngọn lửa bay thẳng lên trời nhuộm đỏ cả bầu trời dương phong hai mắt tỏa sáng hắn thấy rõ ràng ngọn lửa kia chính là một con chim một con chim toàn thân đỏ rực cả người mọc đầy lông vũ con chim này có một cái tên rất hay gọi là chu tước thần thú chu tước tuy nhiên hiện tại chỉ là hình dáng giống chu tước thực tế còn kém thần thú rất xa hồng vân thành công niết bàn Hiện tại không chỉ trở thành linh thú, mà còn có lại thân thể. Lúc này ngọn lửa trên người nàng vô cùng nóng bỏng, dường như muốn thiêu cháy cả thiên địa. Tất cả mọi người phía dưới đều cảm thấy thân thể mình sắp bốc cháy. Khí tức phát ra từ trên người Hồng Vân khiến tâm thần bọn họ chấn động không thôi. Ken, lúc này Hồng Vân lại kêu lên một tiếng. Ngọn lửa trên người nàng lại bùng lên gấp đôi, biến hư không trong tầm mắt thành một biển lửa. Chết tiệt, đây, đây đây là cái gì quá quá hùng vĩ mấy người trên võ đế tâm thần cũng rung động không thôi nhưng bọn họ miễn cưỡng có thể ngẩng đầu nhìn xem còn những ma thú kia tất cả đều nằm rạp trên mặt đất run rẩy khi tiếng hót của hồng vân vang lên tất cả ma thú đều quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu bọn chúng bị khí tức tỏa ra trên người hồng vân làm cho kinh sợ hoàn toàn thần phục nhưng một số ma thú thuộc tộc chim lúc này trong lòng gào thét đây là khí tức của lão tổ đây là khí tức của lão tổ lão tổ đã trở thành linh thú rồi lão tổ của tộc chim chúng ta đã trở thành linh thú rồi dương phong lại vung tay lên cảm giác nóng rực kia biến mất khí tức khiến ma thú thần phục cũng biến mất cả thiên địa lại khôi phục như lúc ban đầu ầm ầm lúc này mây đen từ phía xa chậm rãi tụ lại ma thú muốn trở thành linh thú cần phải trải qua một lần thiên kiếp vượt qua thì ngươi chính là linh thú chân chính không vượt qua thì hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Mọi người cũng phát hiện mây đen trên đỉnh đầu đang từ từ tụ lại, đây là tình huống gì mọi người cũng đều hiểu. Kiếp Vân lại muốn tới nữa sao? Dương Phong nhíu mày, nhìn về phía đám mây kiếp đang chậm rãi tụ lại kia, xem ra ý chí thiên kiếp này không nghe lời rồi, lại còn dám đến đây. Hình như Kiếp Vân cảm nhận được ánh mắt của Dương Phong, thiếu chút nữa sợ tè ra quần, lập tức biến mất không còn dấu vết. Mẹ kiếp suýt nữa quên mất, nơi này không thể đến. Dương trưởng quỷ quả nhiên là dương trưởng quỷ, chỉ cần trừng mắt một cái, đã khiến những đám mây kiếp này biến mất không còn tâm tích. Mọi người say sưa nhìn hư không? Rất nhanh, ánh mắt của bọn họ lại một lần nữa tập trung vào Hồng Vân. Lúc này Hồng Vân, chậm rãi thu liễm ngọn lửa bên ngoài cơ thể. Sau khi mọi người nhìn rõ, đều mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin lúc này đứng trên không trung là một nữ tử với mái tóc đỏ rực buông xỏa, mặc váy đỏ rực, dung mạo tuyệt mỹ vô song. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến tất cả nam nhân nhìn thấy đều phải nuốt nước miếng. Đẹp quá, không ít võ giả nhìn Hồng Vân, nước miếng sắp chảy ra. Linh thú có thể biến thành hình người hoàn toàn. Không có một chút đặc điểm nào của ma thú. Tuy nhiên, về mặt khí tức vẫn có thể phân biệt được là người hay là linh thú. Chủ nhân, ta thành công rồi, hồng vân biến mất trên không trung đi tới bên cạnh dương phong hưng phấn nhảy nhót quanh dương phong dương phong cũng vô cùng hưng phấn ma thú của mình không phải nói là linh sủng của mình lại tiến gần thêm một bước đến thần thú ha ha tốt hồng vân chúc mừng ngươi không chỉ miết bàn thành công mà còn trở thành linh thú lúc này những ma thú thuộc tộc chim kia tất cả đều đổ xô đến bái kiến lão tổ chúc mừng lão tổ trở thành linh thú Hồng Vân nhìn ma thú tộc chim quỳ rạp dưới đất, lên tiếng, đều đứng dậy đi. Một luồng sức mạnh vô hình nâng tất cả ma thú tộc chim lên. Ngay lúc đó, trên không trung lại truyền đến một cổ uy thế vô cùng cường đại. Ha ha, tộc quy ta ở đâu, một giọng nói cuồng bá truyền đến từ hư không. Tất cả mọi người và yêu thú đều nhìn về phía hư không. Chỉ thấy trong hư không, có một nam tử khôi ngô mặt khôi giáp màu đen, hắn có khuôn mặt cực kỳ cương nghị vừa tuấn tú lại vừa mang theo một cổ cùng giả bất kham kẻ này kẻ này đây là ai lúc này ô vô hùng vẻ mặt vô cùng kích động nhìn người trong hư không run rẩy hỏi lão lão tổ là là ngươi sao ô vô hùng vừa nói ra lời này tất cả yêu thú của quy tộc từ trong thiên ba hồ bay ra vẻ mặt chờ mong nhìn vào kẻ phóng đãng không bị trói buộc trong hư không kia ha ha không sai chính là bổn tọa xuất hiện không phải ai khác chính là huyền phi đã thành công trở thành linh thú quanh bái kiến lão tổ tất cả yêu thú của quy tộc đồng thanh gầm lên tiếng gầm rú này ở trong thiên phong thành cách đó ba mươi dặm đều có thể nghe được rõ ràng lúc này một người có dáng dấp giống như bạch diện thư sinh đi tới bên người dương phong huyền phi nhìn thấy người này lộ ra vẻ mặt không thể tin được trong nháy mắt biến mất tại chỗ đi tới bên cạnh người này sau khi quan sát một hồi kinh ngạc nói chà chà tiểu bạch ngươi sao lại biến thành một tên tiểu bạch kiểm thế này bạch diện thư sinh này chính là tiểu bạch hắn cũng thành công trở thành linh thú tiểu bạch nghe thấy huyền phi nói vậy rõ ràng không quá vui vẻ gọi gì mà tiểu bạch kiểm bản hổ đây gọi là tuấn tú nói xong tiểu bạch kích động nhìn dương phong tiểu bạch không phụ lòng mong đợi của chủ nhân cuối cùng đã thành linh thú tốt rất tốt ba người các ngươi quả nhiên không phụ sự nỗ lực của mình đã trở thành linh thú dương phong lúc này cũng vô cùng vui mừng trong hai mắt tỏa ra ánh sáng từ ái hổ hoang hoang ở bên cạnh lúc này mới phản ứng lại lập tức đi tới dưới chân tiểu bạch hưng phấn kêu to tộc trưởng tộc trưởng ngươi thành linh thú rồi sao tiểu bạch mỉm cười ha ha không sai bổn tộc trưởng hiện tại chính là linh thú nói xong huyền phi hồng vân tiểu bạch hiện ra chân thân bay về phía hư không. Trống. Quy hống chấn động cửu châu, huyền phi hóa thành huyền vũ khổng lồ, toàn thân tỏa ra linh khí màu đen. Trong linh khí màu đen này, có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu lam, ẩn hiện trên mai rùa. Ken, tước minh kinh hải bát hoang, ngọn lửa màu đỏ rực, tái hiện hư không. Nhưng lần này, những ngọn lửa này không còn nhiệt độ. Mọi người nhìn thấy uy thế biển lửa ngập trời này, hai chân không khỏi run rẩy. Gào. Hổ gầm chấn động lục hợp, thân thể to lớn của Tiểu Bạch xuất hiện trong hư không. Khi hắn xoay người, đôi mắt tỏa ra kim quang kia, khiến cho tất cả mọi người và yêu thú, linh hồn đều run sợ. Ba người bọn họ, lúc này đều không có phóng thích uy áp của bản thân. Nếu không, những người và yêu thú phía dưới, còn không phải quỳ rạp xuống đất sao? Chuyện này, chuyện này, bọn họ mới trở thành linh thú mà thôi, vậy mà lại có uy thế lớn như vậy, toàn thân Tần Hạo run rẩy. Vì sao khí thế trên người ba người bọn họ lại khác với những linh thú trong Huyền Không Bí cảnh, thật đáng sợ, uy thế này thật sự quá đáng sợ, đây tuyệt đối không phải linh thú bình thường, những linh thú trong Huyền Không Bí cảnh căn bản không có uy thế như vậy. Diệp Hoa Đình mãn đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng không hiểu vì sao ba người tiểu Bạch trở thành linh thú lại có uy thế lớn như vậy và động tĩnh lớn như vậy. Ha ha, chúng ta đương nhiên không phải linh thú bình thường. Giọng nói của tiểu Bạch vang vọng trên bầu trời thiên ba hồ chúng ta đã có tư cách trở thành ngũ phương thần thú giọng nói kiêu ngạo của tiểu bạch vang vọng trên bầu trời thiên ba hồ hiện tại hắn đang hướng về thần thú bạch hổ bước ra một bước quan trọng nhất chỉ cần bước ra bước này về sau bất kể là tiên thú hay là thần thú đều có thể giao cho thời gian chỉ cần hắn vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân trở thành tiên thú thần thú chỉ là vấn đề thời gian ngũ phương thần thú là gì mọi người nghe mà có chút mơ hồ không biết ngũ phương thần thú này là cái gì? Ngũ phương thần thú chính là thần thú trấn giữ Đông, Tây, Nam, Bắc, trung tâm của thần giới. Giọng nói của Huyền Phi vang lên, năm vị thần thú này là Thanh Long phương Đông chủ Mộc, Bạch Hổ phương Tây chủ Kim, Chu Tước phương Nam chủ Hỏa, Huyền Vũ phương Bắc chủ Thủy, Kỳ Lân trung ương chủ Thổ, thần thú của thần giới nhiều vô số kể, vì sao chỉ có năm người bọn họ có thể trấn giữ ngũ phương? Đó chẳng phải là vì bọn họ lợi hại sao? Huyền Phi vừa nghĩ tới ngày mình trở thành thần thú, linh lực trên người còn chưa hoàn toàn khống chế được liền bắt đầu dao động. May mà Dương Phong vừa mới bố trí một kết giới ngăn cách khí tức và linh lực quanh người ba người bọn họ. Nếu không, những người và yêu thú phía dưới lại phải chịu khổ rồi. Thần giới, thần giới ở đâu, có người bắt đầu sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với thần giới. Ví dụ như một du cùng những người khác. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, có người lẩm bẩm tên ngũ phương thần thú hai mắt tỏa sáng ha ha long tộc ta cũng là một trong ngũ phương thần thú a ma hầu cùng những ma long khác khi nghe thấy trong ngũ phương thần thú có thanh long cả người kích động run rẩy nếu như bổn vương cũng có huyết mạch của thần thú thanh long thì tốt biết bao ma hầu nằm mơ giữa ba ngày tiểu bạch bọn họ không giải thích cho mọi người thần giới ở đâu thần thú là tồn tại như thế nào kỳ lân rốt cuộc trông ra sao những vấn đề này mọi người phải rất lâu sau mới có thể có được câu trả lời không biết tiểu ngư nhi hiện tại thế nào rồi dương phong nhìn ba con linh thú của mình đang đắc ý vào dạt trong hư không nghĩ tới tiểu ngư nhi trong bể cá dương phong triển khai thần thức quan sát bể cá lúc này cái kén so với lúc sáng sớm hắn quan sát lại có chút biến hóa các vết nứt trên kén ngày càng nhiều khoảng cách giữa các vết nứt cũng càng lúc càng lớn từ trong kén tỏa ra ánh sáng màu vàng chiếu rọi khắp bể cá hệ thống khi nào tiểu ngư nhi mới có thể ra khỏi kén dương phong không chắc chắn khi nào tiểu ngư nhi mới có thể phá kén mà xuất thế nhưng hệ thống cũng không đưa ra thời gian chính xác mà chỉ trả lời hai chữ nhanh thôi dương phong liếc xéo hệ thống một cái ai mà chẳng biết là nhanh thôi sau khi không nhận được câu trả lời chắc chắn hắn liền truyền âm cho nhất hào nhất hào chuẩn bị tiệc lớn hôm nay là một ngày đáng ăn mừng đương nhiên phải dùng một bữa tiệc lớn để khao thưởng. Tiểu Bạch, Huyền Phi, Hồng Vân lúc này từ hư không hạ xuống, đứng bên cạnh Dương Phong. Lúc này Tiểu Tử và Tiểu Lan đi tới trước mặt Tiểu Bạch và Huyền Phi. Tiểu Tử nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt si tình. Dương Phong hiểu chuyện, lúc này lặng lẽ rời đi. Hắn không muốn ăn cẩu lương, nhìn người ta khoe ân ái. Dương Phong đi vào cửa hàng, ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, liền hỏi hệ thống. Khụ khụ, hệ thống, ngươi định dựa vào cái gì để xác nhận Tiểu Bạch và Tiểu Tử trở thành phu thê? Dương Phong nghĩ, không thể nào để bọn họ tổ chức hôn lễ rồi hệ thống mới công nhận bọn họ là vợ chồng. Sau đó mới có thể đi vào tầng 2 của cửa hàng. Dựa vào sự hiểu biết của Dương Phong về hệ thống, nếu muốn nửa kia của thành viên cửa hàng đi vào tầng 2, nhất định phải tổ chức nghi thức gì đó, hoặc là phải đeo vật phẩm gì đó. Như vậy mới có thể được công nhận là bạn đời của thành viên cửa hàng. Hệ thống thông báo, nhận được đồng tâm tỏa X20. Dương Phong nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hệ thống này chuyển tính rồi sao, lại chủ động cung cấp vật phẩm, xem ra tư tưởng giác ngộ của hệ thống đã được nâng cao không ít. Dương Phong không nghĩ nhiều nữa, dùng thần thức tiến vào hệ thống để xem xét vật phẩm mà hệ thống cung cấp. Đồng tâm tỏa, vật phẩm dành riêng cho thành viên cửa hàng chia làm khóa nam và khóa nữ. Chỉ cần đeo khóa lên cổ tay của hai bên, sẽ được cửa hàng công nhận là vợ chồng. Nếu như hai bên không thật lòng yêu thương nhau, đồng tâm tỏa sẽ không thể khóa lại. Một khi đồng tâm tỏa đã khóa lại, đại biểu cho hai bên vĩnh viễn không được phản bội. Kẻ phản bội đối phương, đồng tâm tỏa sẽ bị đứt, đồng thời cũng sẽ bị đồng tâm tỏa phản phệ. Lưu ý, vật phẩm này do hệ thống tặng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về hệ thống sau khi dương phong xem xong giới thiệu về đồng tâm tỏa càng thêm tán thưởng hành động tặng vật phẩm lần này của hệ thống hệ thống ngươi thật sự là thiện giải nhân ý lạc vu trợ nhân trạch tâm nhân hậu dương phong đem những thành ngữ mà mình học được bất kể có thích hợp hay không cứ thế mà dùng giọng điệu khâm phục hệ thống kia giống như nước sông cuồn cuộn không dứt hừ đương nhiên hệ thống cũng hừ lạnh một tiếng nếu không phải nể mặt tiên hồn khôi lỗi bản hệ thống mới lười để ý tới ngươi dương phong lấy đồng tâm tỏa ra từ trong hệ thống đồng tâm tỏa này kỳ thực là một đôi vòng tay trên mỗi chiếc vòng đều có rất nhiều hình trái tim những hình trái tim trên khóa nam và khóa nữ đều có kích thước giống nhau biểu thị đồng tâm đồng ý khóa của vòng tay là một chiếc khóa và nhỏ chỉ cần có thể khóa chiếc khóa và nhỏ này lại chứng tỏ đối phương thật lòng chấp nhận nếu như không khóa được vậy thì trong lòng đối phương căn bản không muốn trở thành vợ chồng với ngươi có đồng tâm tỏa tất cả những kẻ có dụng tâm bất chính tất cả những kẻ giả dối đều có thể bị ngăn chặn dương phong cất đồng tâm tỏa đi rồi truyền âm cho tất cả thành viên cửa hàng còn có tiểu tử và tiểu lan bảo mọi người sau khi kết thúc kinh doanh tới quầy hàng hắn có chuyện muốn nói thời gian trôi qua từng chút một chuyện tiểu bạch cùng những người khác trở thành linh thú đã truyền khắp ba đại lục hơn nữa câu chuyện cũng càng ngày càng được theo dệt thêm ban đầu chỉ đơn giản là miêu tả lại tình huống thực tế. Truyền đến sau này, tiểu bạch bọn họ đã trở thành những kẻ chỉ cần gầm lên một tiếng là núi sông sụp đổ. Nhẹ nhàng dậm chân một cái là trời đất nứt toát. Chỉ cần chớp mắt một cái, trong phạm vi tầm mắt, tất cả những sinh vật đều sẽ hóa thành tro bụi. Cuối cùng, những tin tức bị theo dịch này đã trở thành nhận đánh giá chủ yếu của ba đại lục về tiểu bạch cùng những người khác. Tiểu bạch bọn họ sau khi biết được tin tức này, cũng chỉ biết cười khổ nhưng bọn họ cũng không phản bác, bởi vì có lẽ không lâu nữa, bọn họ sẽ trở thành những kẻ mà mọi người đồn đại. Nếu đã tồn tại sự thật như vậy, vậy thì căn bản không cần phải đi giải thích. Bọn họ cũng khinh thường đi giải thích chuyện như vậy. Sau khi cửa hàng kết thúc một ngày kinh doanh, mọi người lần lượt đi tới khu nghỉ ngơi. Trần Lâm ở chi nhánh cũng được gọi về. Chủ nhân, trưởng quỹ, dương trưởng quỹ, dương phong gật đầu, Trước tiên chúc mừng tiểu Bạch bọn họ đã trở thành linh thú. Dưới những tiếng chúc mừng, Dương Phong lấy ra 11 đôi đồng tâm tỏa, đặt lên bàn trà. Mọi người nhìn đồng tâm tỏa với vẻ mặt khó hiểu, đây là thứ gì? Chưởng quỹ lấy ra là để cho bọn họ sao? Dương Phong nhìn tiểu Bạch với vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt tiểu Bạch có chút né tránh, hắn đã đoán được chủ nhân của mình sắp nói gì. Dù sao tiểu Bạch đã đi theo Dương Phong lâu như vậy, hắn cũng biết đôi chút về những suy nghĩ của Dương Phong. Tiểu Bạch hiện tại ngươi đã trở thành linh thú cũng nên làm chút chuyện của nam nhân rồi nói xong hắn cầm lấy một đôi đồng tâm tỏa ném cho tiểu bạch đây là đồng tâm tỏa chỉ cần hai bên các ngươi thật lòng yêu thương nhau đều có thể chấp nhận đối phương thì hãy đeo nó vào đồng thời dương phong cũng giới thiệu công dụng của đồng tâm tỏa lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tiểu bạch và tiểu tử tiểu bạch lúc này có chút đỏ mặt hắn biết sẽ như vậy còn tiểu tử thì cúi đầu hai tay nắm chặt góc áo, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sự việc đã đến nước này, Tiểu Bạch cũng không tiếp tục chần chừ nữa. Hắn đi tới trước mặt tiểu tử, bá đạo nắm lấy tay nàng, đeo khóa nữ lên cổ tay nàng. Trong quá trình này, Tiểu Bạch không nói một lời nào, tiểu tử cũng mặc cho Tiểu Bạch muốn làm gì thì làm. Sau khi đeo xong cho tiểu tử, hắn đeo khóa nam lên cổ tay mình. Khi khóa nam của Tiểu Bạch được khóa lại, Đôi đồng tâm tỏa này tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt. Hai luồng ánh sáng giao nhau, sau đó dung nhập vào đồng tâm tỏa của đối phương. Đến đây, đôi đồng tâm tỏa này chính thức được kích hoạt, quan hệ giữa Tiểu Bạch và Tiểu Tử cũng được cửa hàng chính thức công nhận. Tối nay, Tiểu Tử có thể đi vào tầng 2 của cửa hàng, ngủ cùng giường với Tiểu Bạch. Tiếng hoan hô vang lên. Chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng phu nhân, ha ha, Tiểu Bạch, chúc mừng chúc mừng, sớm sinh quý tử hì hì, tiểu tử, khi nào thì ngươi sinh mấy tiểu bạch hổ cho chúng ta chơi vậy, mọi người vây quanh tiểu bạch và tiểu tử, ngươi một câu ta một câu, khiến tiểu tử đỏ mặt tía tai, không biết nên nói gì. Còn tiểu bạch thì giống như lợn chết không sợ nước sôi, mặc kệ các ngươi nói gì, bạch gia ta nếu trả lời một chữ coi như các ngươi thắng. Khụ khụ, Dương Phong ho nhẹ hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lại cầm lên một đôi đồng tâm tỏa, ném cho Huyền Phi. Huyền Phi, đây là của ngươi, huyền phi tiếp được đồng tâm tỏa dương phong ném tới trong hai mắt hiện lên một ti bối rối hắn biết tiếp theo mình phải đối mặt là cái gì khi hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình thần sắc chột dạ kia hiện lên trên mặt nhưng huyền phi là ai da mặt hắn dày hơn tiểu bạch nhiều dù sao quy tộc lấy phòng ngự làm sở trường da mặt dày là điều đương nhiên mẹ kiếp các ngươi nhìn ta làm gì huyền phi hùng hồn trừng mắt nhìn mọi người nhưng rất nhanh dưới ánh mắt của mọi người hắn đã nhanh chóng bại trận ta nói lão quy ngươi còn là nam nhân không là nam nhân thì mau làm chuyện hôm nay đi hồng vân vẽ mặt khinh bỉ nhìn huyền phi huyền phi len lén liếc dương phong một cái khi hắn nhìn thấy dương phong đang mỉm cười nhìn mình chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng hắn nhìn đồng tâm tỏa trên tay mình một chút tìm được cái khóa cái ném cho tiểu lan đồng thời còn tỏ vẻ không quan trọng nói cho muốn hay không tùy ngươi, mọi người nhìn thấy mấy hành động này của Huyền Phi, cũng đều vui mừng nở nụ cười. Đồng thời, mọi người cũng không hẹn mà cùng ồn ào lên. Nhận, 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 hai mắt Tiểu Lan từ xem kịch vui, có một tia chờ mong, một tia mê mang, đến bây giờ là một tia ngượng ngùng. Hai người bọn họ, một nam một nữ, khi tìm kiếm quy tộc trong cấm kỵ chi dương, cũng đã nảy sinh một ít tình cảm. Chỉ là hai người bọn họ đặt tình cảm này ở trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành chương. Trong từng tiếng chúc mừng của mọi người, trên gương mặt cương nghị của Huyền Phi cũng hiện ra một tia ngượng ngùng. Đồng tâm tỏa này, mỗi người đều có một bộ. Dương Phong đem đồng tâm tỏa giao cho mỗi người. Đến Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngưng, Dương Phong đưa cho bọn họ một đôi đồng tâm tỏa. Ha ha, hai người các ngươi chỉ cần một đôi khóa là đủ rồi. Hai người bọn họ vốn là vợ chồng, cho nên một bộ đồng tâm tỏa là đủ rồi. Cuối cùng, Dương Phong gọi tiểu tử và tiểu lan tới trước mặt. Ừm, về sau chính là người một nhà, nhưng thân phận của các ngươi chỉ là người nhà của thành viên cửa hàng. Người nhà của thành viên cửa hàng, không được hưởng chức năng thành viên cửa hàng, Dương Phong nói rõ tình trạng hiện tại của tiểu tử và tiểu lan cũng không phải bọn họ trở thành phối ngẫu của tiểu bạch và huyền phi liền trở thành một phần tử của cửa hàng tiểu tử biết rõ tiểu lan biết rõ tiểu tử và tiểu lan gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng các nàng vô cùng tự tin cho dù bây giờ không phải một phần tử của cửa hàng có lẽ về sau các nàng có thể trở thành một phần tử của cửa hàng ừm sau này có vị trí dành cho người nhà của thành viên cửa hàng thì ta sẽ nói sau dương phong gật đầu hứa hẹn với các nàng Vâng, Dương trưởng quỷ. Tiểu tử, Tiểu Lan cùng nhau gật đầu đồng ý, các nàng nghe Dương Phong nói lời này, đối với việc mình sau này trở thành một phần tử chân chính của cửa hàng, cảm thấy tràn đầy tự tin. Ngay khi Dương Phong muốn tuyên bố giải tán, đi lên lầu hai dùng bữa, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, linh sủng của chủ tiệm sử dụng đồng tâm tỏa, kết duyên cùng ma thú không phải thành viên cửa hàng, có công bố ra ngoài hay không, dương phong nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở có chút không hiểu hệ thống chuyện này là sao về phương diện hệ thống nếu dương phong không biết hắn sẽ giao hết cho hệ thống để hệ thống giải đáp dù sao muốn hiểu rõ cũng rất tốn chất xám nếu ký chủ công bố ra ngoài trên không trung cửa hàng sẽ hiện ra tin tức này trải qua hệ thống giải thích như vậy dương phong đã hiểu nếu hệ thống đã có một dịch vụ như vậy không dùng thì phí mọi người ra ngoài cửa hàng xem náo nhiệt đi, Dương Phong nói với mọi người xong, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng. Mọi người nhao nhao đuổi theo, muốn xem thử bên ngoài cửa hàng sẽ có chuyện gì xảy ra. Sau khi mọi người đi tới bên ngoài cửa hàng, Dương Phong liền ra lệnh cho hệ thống. Hệ thống, công bố ra ngoài, ngay khi Dương Phong vừa dứt lời, trên pho tượng Dương Phong trong cửa hàng, tản mát ra từng đạo quang mang. Những tia sáng này xuyên qua nóc nhà phóng lên trời cao hòa vào tinh hoa mặt trăng phát ra từ huyền không đảo. Giữa cửa hàng và huyền không đảo xuất hiện một màn sáng khổng lồ. Hào quang của màn sáng này chiếu sáng mặt đất như ba ngày. Tất cả mọi người ở thiên phong thành đều nhìn thấy màn sáng phóng lên trời này. Mọi người mau ra xem, trên không cửa hàng có gì đó, ma thú và những người trong lãnh địa huyển nguyệt thánh địa nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc há to miệng. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là, cửa hàng lại muốn đưa ra công trình mới gì đây, ngay khi mọi người đang tập trung ánh mắt vào màn sáng khổng lồ này ánh sáng màu trắng kia dần dần bắt đầu tách ra khi mọi người nhìn mà không hiểu chuyện gì một vài tia sáng tách ra chậm rãi tụ lại với nhau tạo thành từng chữ cái những chữ cái này chậm rãi bắt đầu kết hợp tạo thành hai đoạn văn đoạn thứ nhất chúc mừng linh thú bạch hổ tiểu bạch cùng ma thú tử điện thiên ma thố tiểu tử kết duyên đoạn thứ hai chúc mừng linh thú huyền vũ huyền phi cùng ma thú huyền minh vương xà tiểu lan kết duyên khi tất cả mọi người và ma thú nhìn thấy hai đoạn văn này đều sôi trào lên tộc trưởng rốt cuộc thành hôn rồi ha 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 tộc trưởng của chúng ta cuối cùng cũng thành hôn với huyền phi tiền bối ha ha chúc mừng lão tổ chúc mừng lão tổ chúc mừng tiểu lan phó thánh chủ chúc mừng tiểu tử thánh chủ ma thú bên này tiếng chúc mừng tiếng gầm rú hưng phấn vang vọng tận trời những nhân tộc kia nhìn thấy tình huống này, khiếp sợ đến nói không nên lời. Không ngờ, Tiểu Bạch và Huyền Phi lại thành hôn vào hôm nay. Hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cứ như vậy, thế lực của huyễn Nguyệt Thánh Địa, có thể nói là đã gắn liền với cửa hàng. Nói cách khác, huyễn Nguyệt Thánh Địa hiện tại chính là thế lực đứng đầu thiên thần đại lục. Không, phải là thế lực đứng đầu tất cả các đại lục. Điều này hiện tại sẽ không thay đổi, có lẽ sau này cũng rất khó thay đổi. Tiểu Bạch và Huyền Phi sau khi nhìn thấy tình huống như vậy, khóe miệng giật giật. Vốn dĩ bọn họ còn muốn điệu thấp làm việc, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đại lục đều biết. Lúc này, trong cửa hàng lại bắn ra một đạo quang mang. Sau khi luồng ánh sáng này tản ra lại tạo thành một đoạn văn. Phàm là người kết làm vợ chồng với thành viên cửa hàng, đều được cửa hàng bảo vệ. Nếu có kẻ khiêu khích, sẽ bị coi là khiêu khích cửa hàng tự gánh lấy hậu quả sau khi mọi người xem xong đoạn văn này đều không có cảm giác gì đặc biệt về ý tứ trong chữ mọi người đều có chung nhận định khiêu khích người liên quan đến cửa hàng chính là khiêu khích cửa hàng hiện tại ngoại trừ kẻ điên ai dám đi chọc vào chuyện này dương phong rất hài lòng với thao tác này của hệ thống sau khi khen ngợi hệ thống vài câu hắn dẫn đầu đi vào cửa hàng tiếp theo chính là thời khắc ăn mừng sau khi Dương Phong cùng mọi người tiến vào cửa hàng, hổ mảnh cùng các đại lão hủy nguyệt thánh địa, bắt đầu cười lớn. Ha ha, đây là một chuyện đại hỷ của hủy nguyệt thánh địa chúng ta. Hắc hắc, hiện tại còn kẻ nào dám tranh giành vị trí đứng đầu với hủy nguyệt thánh địa của chúng ta, đúng vậy, còn kẻ nào nữa, mọi người nhìn ma thú của hủy nguyệt thánh địa, cũng chỉ có thể cười khổ. Không còn cách nào khác, người ta chính là có vốn liếng để kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa giai đoạn hiện tại, không phục cũng không được. Ai bảo Tiểu Lan và Tiểu Tử là phó thánh chủ của huyễn nguyệt thánh địa chứ? Đến lúc đó chỉ cần các nàng thổi gió bên gối một cái. Tiểu Bạch và Huyền Phi đi ra trừng mắt một cái, ai mà chịu nổi. Sợ các ngươi rồi, hổ mảnh còn hạ lệnh, huyễn nguyệt thánh địa ăn mừng bảy ngày. Mừng hai vị phó thánh chủ và Bạch Gia, Phi Gia kết duyên. Đây là điều may mắn của huyễn nguyệt thánh địa bọn họ, đây cũng là điều may mắn của thiên thần đại lục. Đương nhiên, thời gian ăn mừng này là lúc cửa hàng không buôn bán. Đồng thời, Hổ Mảnh còn mời người của tất cả các thế lực đến huyễn nguyệt thánh địa của bọn họ làm khách, cùng nhau ăn mừng ngày đại hỷ này. Có chuyện ăn uống miễn phí, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, bên trong huyễn nguyệt thánh địa, tiếng họ reo ăn mừng vang vọng cả bầu trời. Tầng hai cửa hàng, trong phòng ăn, bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Mọi người ca hát nhảy múa, chúc mừng Tiểu Bạch và Huyền Phi. Dương Phong còn hỏi, Tiểu Bạch và Huyền Phi muốn cử hành nghi thức gì cho hôn lễ, Tiểu Bạch lắc đầu, bọn họ không giống nhân tộc, không cần nghi thức rườm rà. Giống như hôm nay là được rồi. Dương Phong sờ cầm, hắn cũng không rõ lắm về phương diện này. Dù sao hắn cũng chưa từng kết hôn, cũng chưa từng làm phù rể, càng chưa từng tham gia hôn lễ. Cho nên hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Nếu Tiểu Bạch đã nói không cần thì càng tốt, dù sao cũng không cần phải đau đầu suy nghĩ để dương phong đi lên kế hoạch hôn lễ chẳng khác nào bảo lý quỳ theo hoa cứ như vậy mọi người ăn uống no say rồi đưa tiểu bạch tiểu tử huyền phi tiểu lan vào phòng trong lúc này ngụy đình đình triệu nhã chi đạm đài giao sương còn cố ý trang trí một phen trong tiểu viện và phòng của bọn họ bởi vì trong những tiểu viện và phòng này đều có kết giới cách âm cho nên một đêm này không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào truyền ra cũng không biết đêm nay tiểu bạch và huyền phi có gieo mầm cho thế hệ sau hay không ngay khi dương phong đang ngủ say trên giường âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở kích hoạt hóa long trì hệ thống nhắc nhở hóa long trì đã được kích hoạt dương phong đột nhiên mở to mắt bởi vì sự kiện trần lâm trước đó dương phong đã có ước định với hệ thống bất kể là hệ thống nhắc nhở cái gì, đều phải đánh thức hắn ngay lập tức. Dương Phong dụi dụi mắt, sau đó dụi lưng một cái. Mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới tiến vào hệ thống xem xét hóa long trì trong không gian hệ thống. Hiện tại hóa long trì đang ở trạng thái có thể đặt xuống. Ký chủ, bây giờ ngươi có thể đặt hóa long trì rồi. Hệ thống lúc này, lại lên tiếng nhắc nhở. Có phải cá chép nhỏ sắp phá kén mà ra rồi không, Dương Phong đột nhiên nghĩ đến nếu đã có thể đặt hóa long trì, vậy chẳng phải là nói cá chết nhỏ đã có thể phá kén mà xuất sao, hệ thống, chính xác. Dương Phong búng tay một cái, nhưng sau đó hắn nghĩ đến hóa long trì rất lớn. Cửa hàng lúc này không thể chứa nổi hóa long trì. Hệ thống, hóa long trì lớn như vậy, có thể đặt ở bên ngoài cửa hàng không? Đối với cách đặt hóa long trì, Dương Phong lại hỏi hệ thống. Có thể, hóa long trì cũng giống như huyền không đại điện, có thể lơ lửng trên không trung nghe hệ thống nói vậy dương phong biết tiếp theo nên làm gì vậy thì dễ rồi dương phong đi tới tầng một cửa hàng nhìn thấy toàn bộ bể cá đang tỏa ra ánh sáng màu vàng kim cá chết nhỏ đã ẩn hiện trong kén có lẽ chỉ một lát nữa là có thể phá kén mà xuất dương phong bưng bể cá đi ra ngoài cửa hàng lúc này vẫn là sáng sớm bởi vì cửa hàng không có hoạt động gì nên trước cửa hàng không có ai. Hơn nữa lúc này mọi người đều đang tu luyện hoặc ngủ. Chỉ có trong huyễn nguyệt thánh địa là đang ăn mừng, ăn thịt uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Dương Phong đi tới bên ngoài cửa hàng, chỉ tay lên bầu trời phía trên hồ thiên ba, đặt ở trên không hồ thiên ba này đi, lời vừa dứt, trên không trung cách hồ thiên ba ngàn trượng, xuất hiện hóa long trì tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn từ dưới lên, hóa long trì giống như một vần trăng sáng chỉ cần bay lên phía trên hóa long trì là có thể nhìn thấy hình dạng thực sự của nó. Hóa long trì hình tròn, xung quanh có 12 cây cột trụ. Trên mỗi cây cột đều được điêu khắc một con ngũ trảo kim long. Những con ngũ trảo kim long này trông như thật, cứ như muốn sống dậy từ trong cột trụ. Nước trong hóa long trì màu đỏ như máu, lúc này mặt nước đang cuồn cuộn, thi thoảng lại nổi lên gợn sóng. Trên hóa long trì có một luồng khí tức thần bí lan tỏa. Chủ nhân, Dương trưởng quỹ, lúc này, Tiểu Bạch, Triệu Kính Chi cùng những người khác đi ra từ cửa hàng. Ừm, mọi người đều đến rồi. Dương Phong quay đầu gật đầu với bọn họ. Khi Dương Phong đi ra từ cửa hàng, hắn đã thông báo cho mọi người đến xem náo nhiệt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.